này mới đến, cùng với chồng đến. Hôm nay con phải kéo ông chồng đến cảm ơn thánh Vincente. Lại thánh Vincente nhờ cái lọ nước thần của ngài mà chồng con bây giờ nó ngoan lắm. Nó đi làm về là bao nhiêu tiền nó đưa cho con hết. Nó không chửi con nữa. Nó uống rượu, nó uống vừa phải thôi. Con cảm ơn thánh Vincente. Vincente bảo, có gì đâu, nước thường ấy mà. Nước thường ấy thôi. Anh em hãy đi khắp thứ vương thiên hạ, rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng kính thưa các anh chị em cựu sinh viên Thái Bình tại Hà Nội. Là người Thái Bình, chắc chúng ta ai cũng biết bài đẹp thầy bước chân ai, vượt đồi cao sống dài biến cả, bước đi gieo tin mừng cứu độ. Có nhạc sĩ nào không nhỉ? Nhạc sĩ nào Thái Bình biết không? Nổi tiếng lắm, ông đánh đàn thì ông biết rồi. Đó là của cha Nam Phương, tức là cha Trần Khắc Ngữ, chánh xứ truyền tin bây giờ đấy. Ngài cũng là trưởng ban thánh nhạc của giáo phận Thái Bình. Bài hát nó có xuất xứ ở trong Kinh Thánh, gọi là sáng tác, là mình phổ nhạc vào thôi. Còn lời là chúng ta nghe đọc trong bài đọc 1 này này. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Isaiah nói về cái nét đẹp của người rao giảng tin mừng. Chúng ta trở lại với xuất xứ của bài đó, cái bối cảnh của bài tiên tri Isaiah này để chúng ta thấy nó nét đẹp nó ở chỗ nào. Thời Isaiah viết cái bài này, dân Do Thái đang bị lưu đày ở Babylon. Tức là bị đế quốc Babylon nó sang, nó xâm chiếm đất nước Israel. Rồi nó bắt những cái người nào mà đẹp trai, đẹp gái, giàu có, giỏi giang, nó bắt đi lưu đày hết. Sang bên đấy, nước mất nhà tan, đền thờ không có, tiên tri cũng không, chả ai dạy dỗ cả. Dân buồn lắm. Buồn mà, vừa mất nước này, vừa xa nhà này. Mà dân Israel là dân đạo đức, không có nhà thờ không chịu nổi. Bây giờ cứ về hỏi chúng con về thôn quê, hỏi bố mẹ chúng con xem, đưa bố mẹ lên đây, bố mẹ không lên đâu. Mấy bà già nhà, rồi nhà trên này nhà cao cửa rộng lắm, mẹ lên ở với con ở nhà một mình. Không, tao ở nhà nó có nhà thờ. Sáng tối tao đi nhà thờ chứ, lên cái thành phố suốt ngày giam tao ở trong phòng, tao đâu chịu nổi. Không ở đây đâu. Thế thì người Israel là người đạo đức, nên nó không chịu được cảnh là không có đền thờ, không có nơi thờ phượng Chúa, và lại bị nó áp bức đủ điều, nó hành hạ đủ kiểu cơ, nên dân thất vọng buồn lắm. Giữa lúc đó Isaiah khơi lên rằng, đừng sợ, Thiên Chúa vẫn ở với chúng ta, chứ không giam hãm mình ở đất nước Israel đâu, bởi vì Chúa ở cùng anh chị em. Hãy vui lên, hãy phấn khởi lên, một thời gian nữa thôi, sau thử thách Chúa sẽ lại trả lại tự do và đưa anh chị em trở về với quê cha đất tổ của mình để khởi nghiệp, để làm những điều tốt đẹp nơi quê hương. Dân phấn khởi, dân sung sướng, mặc dù xa quê vẫn lao động, vẫn làm ăn, vẫn sinh sống, vẫn sinh hoạt, vẫn vui cười, vẫn cá hát đàng hoàng. Chứ không phải chỉ có bên bờ sông Babylon ta đang ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion đâu. Có cái đoạn đấy, nhưng mà Isaiah đến để khơi lên cái niềm hy vọng cho một dân đang thất vọng. Nên những người mà đem cái tin mừng bình an á, giống như một sứ giả, nên bước chân Isaiah ca ngợi, nếu những con người nào sống mà đem bình an, đem ơn hy vọng cho người khác là những sứ giả tin mừng, là những người rất đẹp. Nên với ca ngợi những bước chân của những người đi rao giảng tin mừng. Thế thì bây giờ với sinh viên chúng ta,
Chúng ta có bao giờ đặt mình là tôi là sứ giả mà Chúa muốn tôi đem tin mừng bình an cho anh chị em không? Đó, đặt vấn đề. Rồi, Chúa Giêsu Kitô hôm nay lên trời cũng không dặn các ông tông đồ điều gì. Bởi vì không dặn các ông cũng phải làm. Nhưng có một điều cần phải làm, đó là rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Chúa không bảo phải đi làm cái nọ cái kia, mà quan trọng làm gì thì làm, là phải đem tin mừng được cho người thọ tạo mới được. Làm gì ở đâu thì làm. Làm ông to bà lớn, giám đốc công ty, hay là giám đốc xí nghiệp, hay là bác sĩ, hay là y sĩ, hay là tiến sĩ, hay là thạc sĩ, hay là cô giáo, hay bất cứ ngành nghề gì, phải đem được tin mừng đến cho cái nơi mà mình đang cư ngụ. Tôi mới gặp một anh này cũng là cựu sinh viên ở Sài Gòn. Tôi mới ăn cơm với anh cách đây 2 ngày thôi, trước khi mà về miền Bắc tôi ăn cơm với anh ấy. Thì anh chị sống ở một cái chung cư, nhưng mà anh chị ấy đã làm cho những người ở chung cư đó rất vui và rất hòa nhã với nhau. Tôi đến chung cư thì nó có bảo vệ mà, nó không cho, nó bắt được đậu xe xuống dưới hầm kia cơ. Thế nó hỏi là thế các anh đi gặp ai? Thế chúng tôi bảo là tôi gặp anh Bình. À và chú Bình ở đâu rồi? Thế thì xe chú Bình để đây, khách chú Bình thì xe để đây, xong rồi dẫn lên tận nhà đây, chú ở đằng kia kìa, lên đấy. Thế thì đến nhà anh một lúc thì có một ông tân tòng cầm 2 cái cuốn Kinh Thánh của cha Nguyễn Thế Thuấn, giải thích Kinh Thánh của cha Nguyễn Thế Thuấn, sang nhờ anh Bình này, anh ấy cắt nghĩa cho, bởi vì ông này là tân tòng, cùng ở một cái chung cư, ở trong cái phòng chung cư đó. Thì cảm mến cái điều mà anh chị sống. Anh bảo đơn giản thôi cha. Và tôi hỏi làm sao mà những người đây quý anh thế? Thưa cha, mỗi một buổi sáng con đi làm, con gặp ông bảo vệ, con chào con cười với ông cái đó. Con chào bảo vệ con cười ông cái. Rồi, con đi đâu về có cái gì đấy, con biếu ông ấy, khi thì quả cam, khi thì gói kẹo, khi thì cái nọ kia, chào hỏi họ. Nên là từ đó họ có cái cảm tình. Rồi, vợ chồng của con, 2 vợ chồng cùng với đứa con, sáng nào cũng đi lễ, chiều nào cũng đi lễ và gặp họ ấy, họ thấy mình là những người mà ngày nào cũng đều tăm tắp đi dự lễ như vậy, nên 4-5 người ở cùng chỗ đó đang chuẩn bị xin đi đạo. Không phải mình lôi kéo tín đồ, nhưng mà mình sống rao giảng tin mừng bằng cách sống rất đời thường thôi, không có gì cao siêu cả. Và Thánh Vincente mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng người là gọi là làm nhiều phép lạ. Nhưng bây giờ hỏi cái nhóm cựu sinh viên cái đã này, có ai thuộc kêu Thánh Vincente hay không? Lại ơn ông Thánh Vincente tâm hồi cho trước là tông đồ rất vinh hiển, là đấng hay làm nhiều phép lạ, là thiên thần mới về sách Khải Huyền. Nên ông có cánh rồi, thiên thần mới nhá. Tại sao ông có cánh? Thưa, bởi vì sách Khải Huyền của Thánh Gioan có nói sau này sẽ có một vị thánh giống như thiên thần xuất hiện để nói về ngày sau hết cho nhân loại. Nên là ông này, ông chuyên giảng về đời sau à? Ông chuyên giảng về rằng trước sau ông chết, trước sau gì cũng chết, nên phải suy nghĩ về 4 sự sau này: chết này, phán xét này, rồi thiên đàng này, hỏa ngục. Đây, ông chỉ giảng về chuyện đó thôi, nhưng ông giảng nó hay, bởi vì ông là cái đầu ông ấy, cái kia trong ông, cái đầu ông không? Ông thấy không? Có gì không? Có ngọn lửa, ông sốt lên trong lòng đến nỗi lửa nó còn phụt lên cả đầu ông ấy mà. Anh chị em cứ suy nghĩ xem, nếu suy nghĩ nhiều đầu nó nóng à? Cứ mới suy nghĩ nhiều sao? Đầu nó nóng như ngọn lửa vậy. Thế thì ông giảng, nói thật là ông giảng nó có lửa, nó hay. Một cái lần giảng của ông ấy,
ít ra là 20.000 tới 30.000. Nhà thờ không đủ, ra hội trường, sân vận động cũng không đủ. Sân vận động của mình, sân vận động Hàng Đẫy hay là sân vận động Mỹ Đình cùng lắm là 40.000 người. Đây ông giảng 50-60.000 người cơ mà không loa, không có micro như chúng ta đâu. Ông giảng vậy nó phải ác liệt chứ. Nhưng mà quan trọng nhất giảng là họ sám hối. Ông giảng mà 250.000 người trở lại ăn năn sám hối. Tôi thích cái đấy, chứ còn phép lạ thì tôi nói thật, phép lạ thì thường thật phép lạ. Bác sĩ nó làm là phép lạ. Bác sĩ chữa bệnh làm phép lạ chứ gì nữa. Đúng không ạ? Nhiều ông làm phép lạ, bây giờ nó chế tạo cái smartphone này mà chả phép lạ. Chúng ta thấy không? Bộ tuyến truyền hình là những phép lạ. Mình thấy nó lạ, thì người ta cũng làm được. Nhưng mà làm cho người khác trở lại được mới là cái phép lạ tôi thích nhất. Nên ông cha bạn tôi, ông ở bên Pháp. Ông ở bên Pháp mà ông không chịu đến Lộ Đức. Nghe nói Lộ Đức nhiều phép lạ lắm. Ông bảo ôi giời, phép lạ phép điếc gì tôi không cần. Tôi bảo đến nước Pháp mà không đi Lộ Đức thì không phải đến nước Pháp. Nên nhà mép cho tôi ở đấy, Hội Sử Sai Paris mua vé cho ông để ông đi Lộ Đức. Ông đi ngày thứ nhất, ông bảo đi tham quan hết các thứ phép lạ chả thấy gì. Ông đi 3-4 ngày nó cuồng chân rồi. Ông bảo thôi, thế vào trong cái phòng, xuống cái phòng đây này. Cái phòng này ấy, phòng đấy là phòng để xưng tội. Mọi người vào đấy xưng tội. Có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Latin. Ông ấy chọn cái tòa trả tội có tiếng Pháp, ông ngồi vào đấy. Ngồi trong ấy nó sướng, nó có máy lạnh. Trong tòa giải tội nó lại còn có cả cà phê, có cả bánh bí quy. Mát lắm, cho mát lắm. Mà ngồi tòa giải tội bên đấy là có tiền. Mỗi tiếng là 10 euro. Trời ơi, sung sướng lắm. Làm 2 tiếng ta có 20 euro rồi. Trong ấy, bên đấy sòng phẳng lắm. Không, ông vào đó ngồi. Ông ngồi tòa giải tội, ông ấy giải tội từ 8 giờ cho đến 11 giờ mà thôi, nghỉ ngơi. Thì tòa giải tội bên ấy họ ấy rất là hiện đại. Bật đèn xanh thì xưng tội, đèn vàng tạm dừng, đèn đỏ nghỉ không giải tội. Đấy, khi nào mà thấy đèn xanh thì các chị cứ việc đến xưng tội. Khi nào thấy đèn đỏ, đợi đấy đã. Ông ấy bật đèn đỏ. Đấy, rồi ông ấy rót cà phê, ông ấy ăn bánh bí quy. Rồi, thế là tiện thể là ngài làm luôn giấc luôn. Luôn giấc luôn, buồn ngủ, mát mà. Thế ông giật mình, 1 giờ chiều rồi, tôi chết rồi. Ông ấy bật đèn xanh cái thì bỗng nhiên có người xưng tội ngay. Trình tra quân sĩ xưng tội. Giọng một cô gái rất trẻ. Thế ông bảo, ôi, sao cô nhanh thế? Bảo, con đợi cha lâu lắm rồi. Bảo, đợi từ lúc nào? Đợi từ lúc cha bật đèn đỏ. Bảo, thế cô quỳ ở đây à? Bảo, vâng, con quỳ ở đây chứ. Con gần gặp Chúa Giêsu rồi, tội gì con phải ra. Con quỳ đây, con nhớ đứa khác nó bảo xưng tội thì chết đó, con mất phần. Thế bảo, thế cô quỳ đây cô nghe thấy gì? Bảo, dạ, con nghe thấy cha rót cà phê. Bảo, thế nghe gì nữa? Nghe thấy cha nhai bánh bí quy. Rồi cái gì nữa? Rồi con thấy cha kéo gỗ. Vui lắm. Ê, bảo, thế cô xưng tội đi. Ông bảo, nó xưng tội nó thánh thiện cực kỳ. Chưa từng thấy người nào thánh thiện nó như cái cô nó xưng tội thánh như thế. Thế bọn tôi với gài bảo, thế nó xưng tội gì? Bảo chả chơi, tớ kể ra thì lỗi ấn tòa giải tội, chả chơi. Bảo thôi ông cứ kể ví dụ thế. Nói chừng thế này. Thưa cha, con làm buồn lòng người yêu của con. Con để mái tóc mới mà con không nói đến người yêu của con, làm cho người yêu con buồn. Đó là lỗi của con. Thưa cha, con đi qua phòng người yêu của con mà con không nhìn lên phòng người yêu của con. Con có lỗi với người yêu của con. Nói chung một thôi rồi, ông bảo cô ơi, cô đạo đức hơn tôi. Tôi chả có gì để khuyên cô. Thôi cô cầu nguyện cho tôi thôi. Tôi xin Chúa chúc lành cho cô nhân linh cha. Onung di pe edifis edisan festivi ale đang la pe di chris. Tức là đi đây bình an trong Chúa Kitô. Ông bảo nó trẻ lắm. Bọn tôi bảo, thế sao không biết nó trẻ? Tao vén màn lên tao xem gót chân nó, tao biết nó trẻ. Trẻ.
Mà đạo đức đó mới là phép lạ. Đó mới là phép lạ. Ông bảo ông công nhận đó là phép lạ. Những người mà họ tài năng, họ trẻ trung, mà người ta sống đạo đức như vậy, họ sống tế nhị với Chúa Giêsu như vậy, đó mới là phép lạ. Cộng tác với Chúa, chúng ta hy vọng anh chị em chúng ta đây, Chúa cũng sai đi không phải như dân đi lưu đày, mà chúng ta được đi lưu đày. Chúng ta được đi lưu đày xa quê hương, xa làng xóm, để đến với tất cả mọi nơi, mọi ngóc ngách trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Có thể là bác sĩ, có thể là dược sĩ, có thể là cô giáo, có thể là nhạc sĩ, có thể là nhà kinh doanh, có thể là giám đốc công ty, mỗi người ở một nơi, nhưng cố gắng làm cho cuộc sống của mình nó trở nên một lời tin mừng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tin mừng tại gia, tin mừng cho gia đình. Gia đình phải tin mừng và bình an cái đó. Bình an, bình an là chúng ta cộng tác với Chúa để chúng ta làm nên những điều kỳ diệu ngay trong gia đình. Nên là hôm vừa rồi tôi đi lễ ở dưới đền Mèn, thì tôi cũng đi về mệt, nên là nhờ cho tổng cho giảng, cho kể các cái phép lạ. Ngài kể nhiều lắm, bởi vì Thánh Vincente sách ghi lại là 830 phép lạ, nhưng mà Ngài nói Ngài làm 3000 phép lạ cơ. Làm phép lạ dễ như trở bàn tay này này. Nhưng tôi thích nhất cái phép lạ này, đó là phép lạ lọ nước thánh của Thánh Vincente. Thế có cái chị này, nhà thôn quê chứ không phải thành phố nha, nhà thôn quê. Chị này chị đến phàn nàn với Thánh Vincente: lạy Thánh Vincente, con khổ lắm, con phải vác khổ giá hàng ngày, thập giá nó thành khổ giá cho con. Và khổ làm sao? Khổ lắm, cái ông chồng của nhà con ấy, nó đi uống rượu về, rồi nó chửi, nó mắng, nó đập, nó phá, nó chửi chập tối cho đến nửa đêm, không ngủ được, khó khăn lắm. Xin Thánh Vincente cầu nguyện và làm phép lạ cho chồng con nó hối cải. Thế ông Thánh Vincente bảo: được rồi, tôi cầu nguyện cho chị thôi, nhưng mà bây giờ chị ra cổng ấy, nói với ông thầy gác cổng cho chị một chai nước, gọi là nước của thầy Tê. Người ta gọi là Thánh Vincente là thầy Tê mà. Nhưng mà với điều kiện thế này: khi nào chồng nó về, về đến ngõ mà thấy nó loạng choạng, nó nói méo tiếng rồi đấy, thì chị uống một ngụm nước vào, chị ngậm thật chặt, không được nuốt vào mà cũng không được nhổ ra. Nếu nuốt vào và nhổ ra là cực kỳ nguy hiểm, nên là chị phải nhớ điều tôi dặn, là ngậm thật chặt. Nó có chửi, nó có mắng, nó có đá nồi vung niêu, chị cứ kệ nó, cho tới khi nó vào giường nó nằm ngủ thì chị ăn nuốt hoặc là chị nhổ ra. Thế chị này nghe lần đầu tiên thấy ông chồng bắt đầu từ ngõ về là một ngụm rồi. Thằng chồng cứ như mọi khi là cũng chửi mắng, rồi cũng gân cổ lên vung nồi đá thế. Chị này muốn cãi lắm, lần nào trước cũng cãi mà. Nhưng mà Thánh Vincente nói là phải ngậm ngụm nước ấy, không được nhổ ra, không được uống vào. Chị này cứ nhậm. Hey, lần thứ nhất, lần thứ hai, tới lần thứ 10, nước gần cạn rồi mà chưa thấy biến chuyển gì mấy. Nhưng mà đến lần thứ 10 thì thằng chồng bảo: quái lạ, con vợ mình sao trận này nó hiền thế nhỉ, mọi lần nó như sư tử Hà Đông. Mình về đến ngõ mà chỉ cần hơi nhỏ tí là mình nói câu nó cãi 10 câu cơ, nhà cửa tan hoang, nhưng mà lần này nó hiền thế nhỉ. Thế mình cũng phải xem xét thế nào. Thế từ đấy thì anh ta về, anh ta không có chửi bới nữa, giảm rượu dần từ 10 choác cho đến 5 choác, mỗi choác là cái ly to này này, cho đến 2 choác, rồi cùng đều đặt 1 choác. Chị dỗ con cái, nhiều cha mẹ nhắn tin cho tôi, bảo là: thưa cha, tôi hỏi cháu nó khá được tí nào không? Bà: thưa cha, cháu nó đã khá hơn, nhưng con phải biến đổi trước. Họ nhờ mà, nhờ các sơ là hướng dẫn cháu này, nó không chịu học, lớp 9 rồi, năm nay thi rồi. Mẹ bảo nó không chịu học, bố mẹ nói nó cãi, đang cái tuổi nó cãi mà. Thế thì phải gặp cả cha mẹ lẫn cháu, cha mẹ phải cộng tác, phải biến đổi trước.
thì mới biến đổi được con cái. Nên hôm nay mời gọi chúng ta hãy nghe tin mừng của Chúa để bước chân của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, lẽ sống của chúng ta, cách làm việc của chúng ta trở thành những bước chân của những người đi rao giảng tin mừng. Đã đẹp rồi, anh chị em đến đây tập trung 150 anh chị em cựu sinh viên, không phải đơn giản, không phải đơn giản, bởi vì ra trường rồi, đi làm việc rồi, gia đình rồi, xí nghiệp rồi, đủ mọi thứ lo toan. Mà anh chị em tập trung đến đây thì đó cũng là tin mừng cho chúng tôi, những người đang làm công tác tôn giáo, làm việc thiêng liêng. Đó là tin mừng anh chị em cho không chúng tôi. Như Thánh Phaolô nói, tin mừng là tin mừng biếu không. Anh chị em đã biếu chúng tôi những tin mừng đó, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng anh chị em là những người mà có chỗ đứng, có địa vị trong xã hội. Mình là những con người mang tin mừng của Đức Kitô ở trong mình. Hãy cố gắng để tỏa sáng niềm tin, ánh sáng của Đức Kitô phục sinh là tin mừng đến mọi nơi mà anh chị em sinh sống, và đặc biệt là nơi gia đình anh chị em. Kính chúc mọi người được như vậy. Amen.